Thế á? Ông đầu tí này. Ui. Đâu ai? Đi mất. Anh nghĩ sao? Từ giờ dính đuôi này. Lốp bên kia kìa, nó qua mà phát rồi. Sang bên này nó dính tí đuôi. Bên này bây giờ ai ạ? Ơi 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 ơi. Con gì đây? Bóng không? Ui. Mà quay hết pin mình phải quay điện thoại mọi người ạ. Nắng nhỉ. Ôi trời tiết nha mọi người này. Xanh rét luôn. Nắng nóng. May mình anh em mình ở trong cái lũng này không nóng. Không có nắng mọi người ạ. Chứ không chết. Nghe căn bản là trời không đỡ đấy. Hôm qua vậy. Ừ. Như kiểu thế sắp mưa mọi người ạ. Liền nẫu lắm. Ui xa. Mũi hơi lắm mũi rồi. Đường này tránh sao được. Thì đấy, mình chỉ bỏ hơi lắm mũi. Thế á? Ở chỗ có cô nào? Rồi 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 rồi, bảo hộ ngay nhá. Đây mít rừng mọi người. Đây mít rừng. Mít rừng ấy. Bên này mũi nó đỏ đỏ mà. Ừ. Bọn mít rừng này ăn nó quả mũi nó hơi kiểu chua chua mọi người. Chua kiểu chua chua ngọt. Chua chua chua, hơi chua rốt thôi chứ phải chua như kiểu kia. Thôi, 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 thôi. Bỏ kẹp đúng con rắn gì mà to lắm. Ui, thế ui. Ôi, đang không có hàng. Vừa lên vừa mới lên xong. Đẹp, biết con rắn gì to hay là có kỳ con rắn nước không? Đâu biết thằng này nó sợ rắn thì nhìn sợ rắn. Rồi. Con bé bé của to kìa. Tuyệt mà cào ướt hết áo. Cũng cái thời tiết mùa hè. Hay đẹp chúng con rắn mùng. Mưa đợt trước mình thấy. Ừ, như đúng là thật như cái con kiểu mùng đỏ ấy nhỉ. Ừ, nó phôi phôi đấy. Đang đào rắn rồi, trong rồi. Tôi kẹp con rắn đó. Ở chỗ nào ấy? Bà hồ nhà mình á. Ok em cũng ngay đây rồi. Ok nhá. Ủa nhưng mà nếu mà nó bảo to thì rắn mùng nữa, rắn mùng thì ghé. Bảo to ai lại bảo là không biết bỏ trâu hay bỏ chuối còn bỏ gì. Đéo là cả hồ chuối này ngon. Ai kia, à, đây, đây, đây. Gì? Thông quẹ. Để bố làm luôn. Đâu? Kí nè. Ui. Đâu rồi?
Đây là hai cái sản phẩm chính đấy, mang thương hiệu sản phẩm thực vùng cao của mấy thầy trò mình mọi người nhé. Thì trên tay mình đây nó là một miếng cao rắn hổ mang đấy. Ở bên này nó cũng là một miếng cao chăn đấy. Thì toàn bộ chăn và rắn hổ mang đều là hàng tự nhiên anh em mình bẫy bắt được. Thì anh em mình về đã nấu thành cao và đóng hút chân không một cái túi nhài mọi người nhé. Mỗi một miếng nhài sẽ là một nạng cao rắn hoặc là cao chăn. Thì cái tác dụng của cao chăn và cao rắn hổ mang này nó đặc trị về vấn đề xương khớp, đau mỏi xương khớp, vai gáy và các khớp tay khớp chân như đau dây thần kinh tọa nha mọi người nhé. Thì sử dụng cái cao chăn và cao rắn hổ mang này chỉ trong vòng từ 3-5 ngày thôi là mọi người đã thấy cái kết quả của nó rất là tốt rồi. Đấy. Thì mọi người có nhu cầu về cao chăn, cao rắn để đặc trị những bệnh về xương khớp thì cứ liên hệ qua số điện thoại của mấy thầy trò mình sẽ để trên màn hình của cái video ngày hôm nay. Thế còn đây là một cái sản phẩm rất là tốt, cực kỳ tốt của mấy anh em mình. Tức là đây là toàn bộ đây là lấm linh chi mọi người nhé, tức là lấm lim ấy. Cái lấm lim này thì toàn bộ là lấm lim bao tử, chứ lim này là lấm này là chưa có mũ xòe mọi người nhé. Tức là mình gọi là lôm na là lấm là mầm ấy. Thì cái hiệu quả của nó rất là tốt đấy. Nó đặc trị về các bệnh, về rất là nhiều bệnh sàng lọc những chất độc trong cơ thể con người mình, và nó có một công dụng là ngăn ngừa tế bào ung thư được hiệu quả rất là cao đấy. Các bệnh về tiểu đường, tim mạch rồi gan thận đều sử dụng lấm linh chi này rất là tốt. Thì mọi người có nhu cầu về lấm linh chi, cao rắn hổ mang cũng như cao chăn thì liên hệ qua số điện thoại của mấy thầy trò mình nhé. Hổ châu à. Ra luôn nhá. Con hổ châu. Châu hổ châu. Này, móc ơi, móc ơi. Ồ. Con này đang ra phơi lắng kìa, nó đi gặp đây không? Hay quá, em ngén vào nó. Cái gì? Nó tít mùi nó này. Khéo, 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 tít khéo, nó ra đầu nó ra ngoài. Thầy hết bảy rồi kìa. Ui. Ui. Đi kéo vào tô à? Hả? À. Đi đâu vào tôi à? Ôi. Đây. Đang đào cái lỗ trong kia. Đấy, đang vừa thăm bẫy mấy cái bẫy dưới kia có gì đang vừa lên xong. Tí mất. Trời ơi. Anh biết sao? Từ rồi đúng đuôi. Lỗ lỗ bên kia thì nó bị qua một phát rồi. À. Sang bên này nó còn dính tí đuôi. Tí mất. Ê, thế rồi tôi kẹp vào cái chổng sang bên này ấy kìa. May. Ê, may. Ừ. Tí đuôi. Vào đây. Chảy hết vẽ ra nữa. Chảy hết vẽ ra. Chảy hết vẽ ra. Chảy vào đây ha. Chảy vào đây. Con này nó đang ra lụt này. Ờ. Anh đưa lại. Đây đây. Nó chạy qua đây phát. Đấy nó bị chui dưới. À. Em nhạy không chạy không à? Em xem mà nó có bị mắc đây không? Có là phân mắc thì tí đuôi này nhá. Thành phố thư. Hăng chưa? Ui ôi. Đây con này nó không đang phát chỉ lột nhưng mà kẹp phát đấy là chuột hết ra được. Ôi trời ơi. Trời ơi. Ô mà. Mẹ mặt lao quả đấy lên đến mặt đấy. Mình với Tiên này bảo hay thì chạy bố thông cả lăng kẹp mẹ con rắn nước. Xem nó nằm trong này. Tuyệt vời luôn mọi người ạ. Con này nó nớp hơi bị ác luôn. Nó đang đau. Đấy con này nó đang ra lột. Con này bây giờ nó đang ra lột. À, ui nớp ác vô rồi. Luôn đi cả. Bây giờ lùi cái là được. Con này nó mổ ác. Con này bây giờ nó đang đau. Con này nó đang đau bây giờ. Đấy chết rồi. Ơi 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 ơi. Nó trèo lên đấy không? Đang bị kéo đấy. Bây giờ vào đúng ấy. Bị
Ô tô đấy này. À. Anh lùi lại tí được rồi. Tiến xe máy lên tí không? Không, nó cua rồi. Xin kết thúc video đây thôi. Thì người xem video nhớ like đăng ký kênh của mình cũng như các anh Tóc Tem mới nhá. Chào cả người nhá. Chào cả mọi người nhá. Vừa được bữa rồi. Bữa con này được bữa rồi. Bữa được bữa. Đấy, 6 lần.